Chào các em học sinh khối 7 như thường lệ, hôm nay chúng ta học môn ngữ văn tiết 87. Đó là bài ý nghĩa văn chương. Bài thứ hai là tự học có hướng dẫn sự giàu đẹp của tiếng Việt. Thì trước khi đi vào bài mới, cô sẽ nói sơ lược về hai bài này. Thì theo như giảm tải của Bộ Giáo dục có hướng dẫn thực hiện là bài sự giàu đẹp của tiếng Việt, cả bài này để là khuyến khích học sinh tự đọc. Đó là phần hướng dẫn giảm tải của Bộ Giáo dục. Nhưng mà một hồi học xong cô sẽ hướng dẫn cho chúng ta để cho các em về nhà dễ học, dễ tìm hiểu hơn. Rồi chúng ta sẽ đi vào bài. Đầu tiên, A lớn, chúng ta sẽ tìm hiểu trước tiên đó là bài ý nghĩa văn chương. Thì bài này chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần số 1 nhỏ, phần tác giả. Rồi các em sẽ nhìn chân dung tác giả ha. Hoài Thanh, sinh năm 1909, mất năm 1982, quê ở Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An. Là nhà phê bình văn học xuất sắc, năm 2000 được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Tác phẩm nổi tiếng của ông là Thi Nhân Việt Nam. Rồi đây là một cái cuốn sách Thi Nhân Việt Nam rất là nổi tiếng của tác giả Hoài Thanh. Các em có thể và lên trên mạng, chúng ta có thể tìm hiểu thêm về tác giả Hoài Thanh cũng như là những cái tác phẩm mà nổi tiếng của ông. Ông là một nhà phê bình văn học rất là xuất sắc của Việt Nam mình. Rồi hai nhỏ là tác phẩm. Thì tác phẩm này ông viết năm 1936, in trong sách Văn Chương và Hành Động. Rồi phần này là phần 1 là mã tìm hiểu chung ha. Rồi các em sẽ ghi vào một nhỏ, hai nhỏ. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm phần A nhỏ, đọc và giải nghĩa từ khó. Đầu tiên đó là cái từ cốt yếu. Vậy thì cốt yếu có nghĩa là chỉ cái chính, cái quan trọng, cái không thể nào thiếu được. Muôn hình vạn trạng có nghĩa là rất phong phú, nhiều hình thức, hình ảnh, trạng thái, tâm trạng khác nhau. Rồi chúng ta sang B nhỏ, kiểu văn bản. Đây là nghị luận văn chương. Vấn đề nghị luận đây là vấn đề văn chương có ý nghĩa của nó đối với con người. D là bố cục. Thì bố cục cô sẽ vẽ cho chúng ta một cái sơ đồ tư duy, chúng ta có thể làm dấu trong sách giáo khoa. Thì bố cục của bài ý nghĩa văn chương chúng ta có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất là từ đầu cho tới là muôn lời. Thì phần này có nội dung là nêu lên cái nguồn gốc văn chương. Phần thứ hai là tiếp theo cho đến là sự sống. Phần này có nội dung là nêu cái nhiệm vụ của văn chương. Phần thứ ba là phần còn lại, nội dung là công dụng của văn chương. Các em có thể vẽ hoặc là đánh dấu vào sách giáo khoa, miễn chúng ta nắm được bài, chúng ta hiểu được. Rồi, hai là mã tìm hiểu văn bản. Chúng ta sẽ đi tìm hiểu phần thứ nhất, một nhỏ, nguồn gốc văn chương. Cô sẽ có một cái đoạn sau, thì đoạn này cũng có trong sách giáo khoa. Chúng ta chú ý trong sách giáo khoa ha. Người ta kể chuyện đời xưa, một nhà thi sĩ Ấn Độ trông thấy một con chim bị thương rơi xuống bên chân mình. Thi sĩ thương hại quá, khóc nức lên. Quả tim cùng hòa nhịp với sự run rẩy của con chim sắp chết. Tiếng khóc ấy
Dịp đau thương ấy chính là nguồn gốc của thi ca. Tiếp theo các em, câu chuyện có lẽ chỉ là một câu chuyện hoang đường, song không phải không có ý nghĩa. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là lòng thương người và rộng ra thương cả muôn vật muôn lòng. Chúng ta chú ý phần gạch chân màu đỏ của cô trên màn hình. Câu hỏi sau, có ý kiến cho rằng quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc văn chương như vậy là đủ nhưng chưa chính xác. Em có đồng ý với ý kiến trên hay không? Vì sao? Rồi, cô sẽ có vài cái bức tranh. Sẽ có vài câu ca dao tục ngữ sau ha. Châu ơi, ta bảo châu này, châu ra ngoài ruộng, châu cài với ta. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Nhất canh trì, nhị canh viên, tam canh điền. Cài đồng đang buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cài. Chúng ta thấy những câu trên, đây là văn chương bắt nguồn từ cuộc sống lao động. Thì từ xưa con người ta lao động vất vả, người ta thường làm thơ hoặc là những câu ca dao, những câu tục ngữ để thể hiện cái cuộc sống lao động. Do đó văn chương cũng bắt nguồn từ cuộc sống lao động. Rồi tiếp theo, từ truyền thuyết thánh giống ở bài ở lớp 6 chúng ta đã học kỹ rồi hay các em. Rồi, hoặc là O Du Kích của nhà thơ Tố Hữu. Thì văn chương bắt nguồn từ thực tế đấu tranh bảo vệ tổ quốc chống giặc ngoại xâm. Chúng thấy từ thời thánh giống là đã nêu cao cái tinh thần đoàn kết chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam chúng ta. Rồi chúng ta xem hình thứ hai. Một tên lính rất là dày to con, lớn xác nhưng mà gì vẫn bị người dân Việt Nam chúng ta là bắt giữ. Trong khi là cô bộ đội rất là nhìn chúng ta thấy nhìn dáng vẻ rất là mảnh mai, rất là nhỏ. Nhưng mà vẫn bắt được, vẫn chói được một tên giặc rất là lớn con. Rồi, xem những hình tiếp theo đây. Văn chương bắt nguồn từ đời sống văn hóa, lễ hội, những trò chơi. Đây là lễ hội múa lăng, múa rồng. Còn đây là trò chơi, cũng là một trong những lễ hội về chọi trâu. Chúng ta sang phần số 2 nhỏ, nhiệm vụ của văn chương. Thì văn chương sẽ là hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Chẳng những thế, văn chương còn sáng tạo ra sự sống. Chúng ta chú ý phần gạch chân màu đỏ của cô trên màn hình. Đây, văn chương ghi lại cuộc sống lao động. Văn chương ghi lại cuộc sống chiến đấu. Đây là hình ảnh về lao động, đây là những hình ảnh về các chiến sĩ bộ đội đang chiến đấu. Rồi, chuyện thạch xanh, chuyện cây bút thằng. Chúng ta thấy phản ánh ước mơ công lý, cải tạo hiện thực xã hội, sự công bằng cho người lao động của người xưa. Thì hai văn bản này hầu như chúng ta đã học rồi ở lớp 6. Chuyện thạch xanh cũng đề cao cái ước mơ công lý xã hội. Và chuyện em cây bút thằng cũng đề cao cái ước mơ công lý xã hội. Đó là những người hiền lành, chất phác, thật thà. Thì cuối cùng họ sẽ được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, trọn vẹn. Còn những người như xấu xa, độc ác, gian hiểm, mưu mô, xảo quyệt thì cuối cùng sẽ bị trừng trị thích đáng. Đây là sự công bằng cho người lao động của người xưa. Rồi chúng ta sang phần số 3, công dụng của văn chương. Vậy thì hoặc hình dung sự sống hoặc sáng tạo ra sự sống. Nguồn gốc của văn chương đều là tình cảm, là lòng vị tha. Và vì thế công dụng của văn chương cũng là giúp cho tình cảm và gợi lòng vị tha.
Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luyện những tình cảm ta sẵn có. Cuộc đời phù phiếm và chật hẹp của cá nhân, vì văn chương mà trở nên thâm trầm và rộng rãi đến trăm nghìn lần. Có kẻ nói từ khi các thi sĩ ca tụng cảnh núi non, hoa cỏ, núi non, hoa cỏ trông mới đẹp, từ khi có người lấy tiếng chim kêu, tiếng suối chảy làm đề, ngâm vịnh, tiếng chim kêu, tiếng suối nghe mới hay. Lời ấy tưởng không có gì là quá đáng. Nếu trong kho lịch sử loài người xóa các thi nhân, văn nhân và đồng thời trong tâm linh loài người xóa hết những dấu vết họ còn lưu lại, thì cái cảnh tượng nghèo nàn sẽ đến bậc nào? Đời sống tinh thần nhân loại nếu thiếu văn chương sẽ rất nghèo nàn. Chúng ta sang phần 3 La Mã tổng kết. Thứ nhất là nghệ thuật. Lập luận chặt chẽ, vừa có lý lẽ, vừa có cảm xúc và hình ảnh. Thứ hai là phần nội dung. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương là tình cảm, là lòng vị tha. Văn chương là hình ảnh của sự sống muôn hình vạn trạng và sáng tạo ra sự sống, gây những tình cảm không có, luyện những tình cảm sẵn có. Đời sống tinh thần của nhân loại nếu thiếu văn chương sẽ rất nghèo nàn. Sau đây cô cũng sẽ có một cái sơ đồ tư duy cho chúng ta dễ nắm bài, dễ hiểu hơn ha. Thì đầu tiên ý nghĩa văn chương, phần tìm hiểu chung, tìm hiểu cho cô phần tác giả, tác phẩm. Tác giả thì năm sinh, quê quán, còn tác phẩm thì viết vào năm nào, rồi thuộc văn nghị luận nào ha, rồi bố cục chia mấy phần. Phần thứ hai là phần tìm hiểu văn bản. Thì thứ nhất là nguồn gốc cốt yếu của văn chương, đó là lòng thương người. Và nhiệm vụ của văn chương là hình dung sự sống, sáng tạo sự sống. Công dụng của văn chương đó là giúp cho tình cảm gợi lòng vị tha, gây những tình cảm ta không có và luyện những tình cảm ta sẵn có, cảm nhận cái đẹp, cái hay của thiên nhiên. Và cái phần thứ ba nữa là tổng kết, nắm cho cô phần nghệ thuật nè, vừa có lý lẽ, vừa giàu cảm xúc và hình ảnh. Phần nội dung. Rồi đó là xong cái phần lý thuyết của bài ý nghĩa văn chương. Sau đây chúng ta sẽ sang phần B lớn, tự học có hướng dẫn, đó là bài sự giàu đẹp của tiếng Việt. Thì phần này bộ đã giảm tải là khuyến khích học sinh tự đọc, nhưng mà cô cũng sẽ hướng dẫn sơ cho chúng ta và chúng ta tự nghiên cứu để chúng ta dễ nắm bài hơn nha các em. Rồi phần một La Mã đọc tìm hiểu chung. Phần này nắm cho cô phần một nhỏ, đó là tác giả. Rồi Đặng Thái Mai sinh và mất năm nào, quê ở đâu? Rồi ông là nhà văn, nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng, nhà hoạt động xã hội có uy tín, là giáo sư văn học, hội viên sáng lập Hội Nhà văn Việt Nam năm 1957, giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 1996. Tác giả Đặng Thái Mai cũng là một trong những tác giả nổi tiếng của Việt Nam chúng ta. Phần 2 nhỏ là tác phẩm. Bài này là đoạn trích phần đầu của bài nghiên cứu tiếng Việt, một biểu hiện hùng hồn của sức sống dân tộc, in năm 1967, đưa vào tuyển tập của Đặng Thái Mai tập 2. Thứ ba là đọc văn bản. Thứ tư là chúng ta tìm hiểu kiểu văn bản và văn nghị luận. Thứ năm là kết cấu văn bản, từ đầu cho đến lịch sử. Các nội dung nêu nhận định tiếng Việt là một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Phần thứ hai là còn lại, chứng minh về sự giàu đẹp của tiếng Việt. Rồi thứ nhất khẳng định tiếng Việt, thứ nhất là nó đẹp ở chỗ nào và nó hay ở chỗ nào. Giải thích ngắn gọn nè, rõ ràng về nhận định tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng hay, một thứ tiếng đẹp. Tiếng Việt đẹp đó là thứ tiếng hài hòa về mặt âm hưởng, thanh điệu, tế nhị, uyển chuyển trong cách đặt câu. Thứ hai là tiếng Việt hay đó là có đầy đủ khả năng diễn đạt tư tưởng tình cảm, thỏa mãn yêu cầu đời sống của văn hóa nước nhà.
sang phần 2 nhỏ thì phần biểu hiện về sự giàu đẹp của tiếng Việt. A là tiếng Việt là thứ tiếng đẹp, thì ý kiến của người nước ngoài thứ nhất là giàu chất nhạc, rành mạch trong lối nói, uyển chuyển trong câu kéo. Nhận xét của tác giả thì là hệ thống nguyên âm và phụ âm phong phú, giàu về thanh điệu, giàu hình tượng ngữ âm. B nhỏ tiếng Việt là thứ tiếng hay. Rồi chúng ta nhìn lên màn hình ha, phần này cô giảng sơ lược, các em về nhà tự nghiên cứu thêm. Ba nhỏ là nghệ thuật, kết hợp giải thích và chứng minh, lập luận chặt chẽ, các dẫn chứng toàn diện bao quát. Số 4 nhỏ là ý nghĩa văn bản. Thứ nhất là tiếng Việt mang trong nó những giá trị văn hóa rất đáng tự hào của người Việt Nam. Thứ hai là chúng ta cần phải giữ gìn, phát triển tiếng nói dân tộc của mỗi người Việt Nam. Ba là mã tổng kết. Chúng ta ghi cái phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 37 vào các em. Rồi đầu tiên cô sẽ tiếp theo cô sẽ củng cố lại. Trong đoạn đầu tác giả đã giải thích như thế nào cho nhận định tiếng Việt có những đặc sắc của một thứ tiếng đẹp, một thứ tiếng hay. Để chứng minh cho vẻ đẹp của tiếng Việt, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào. Phần này chúng ta về nhà tự củng cố lại. Rồi, hướng dẫn về nhà. Học thuộc và nắm chắc phần ghi nhớ sách giáo khoa trang 63. Làm phần luyện tập và đọc bài, đọc thêm sách giáo khoa trang 63-64. Viết một đoạn văn ngắn trình bày suy nghĩ của em về sự cần thiết của văn chương. Và phần thứ năm đó là chuẩn bị bài mới cho cô và dùng cụm chủ vị để mở rộng câu. Thì bài mới chúng ta về trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa, xem trước ghi nhớ, làm trước phần luyện tập các bài tập trong sách giáo khoa cho cô, để tiếp sau chúng ta dễ dàng nắm bài và nghe cô giảng, các em sẽ theo kịp kiến thức ở chỗ nào. Rồi, tiết học của chúng ta đến đây kết thúc. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi và siêng năng hơn nữa. Rồi, chào tạm biệt. Hẹn các học sinh thân yêu của cô vào tiết học tiếp theo.